Tra trọng chúc mừng hai khách hàng trúng thưởng tuần đầu tiên. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Mua mới gia hạn tháng 3. Bạn sẽ lái xe về nhà với mỗi tuần hai xe máy Yamaha, một giải đặc biệt xe hơi Kia. Gia hạn mua mới K cộng ngay hôm nay, cơ hội trúng lớn cho tất cả. Đại diện thể thao giải trí duy nhất trên K cộng cùng Việt Nam chiến thắng trận Sóc Trăng. Việt Nam trở lại trên đỉnh châu Âu với Champions League và Europa League. Ngoại hạng Anh, La Liga, tennis, phim rạp của Ba Sài Gòn. K cộng chúc các bạn may mắn.